Vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với dự án hỗ trợ thương mại đầu tư của EU, EU MUTRAP, tổ chức hội thảo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, cơ hội đối với các doanh nghiệp. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh và ông Mauro Pacciccione, Phó Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Thương mại của Ủy ban châu Âu, đã giới thiệu về Hiệp định EVFTA từ góc nhìn của hai phía Việt Nam và EU. Ngoài ra, các diễn giả của CIEM, VCCI, Eurocharm cũng đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích về những tác động tích cực và thách thức dự kiến của Hiệp định EVFTA đối với Việt Nam cũng như các doanh nghiệp châu Âu. Trong hơn một thập kỷ qua, quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và EU đã có những bước phát triển vượt bậc. Giá trị thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đã tăng gần 7 lần, từ khoảng 6,3 tỷ đô la Mỹ năm 2003 lên đến 41,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015, đưa EU trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Việc Việt Nam và EU kết thúc đàm phán Hiệp định EVFTA vào tháng 12 năm 2015 là một bước tiến quan trọng trong lộ trình tăng cường quan hệ thương mại song phương toàn diện và sâu sắc. Để hiện thực hóa lợi ích của Hiệp định EVFTA, Việt Nam và EU đã thống nhất sẽ nỗ lực hoàn tất quá trình phê chuẩn để Hiệp định có hiệu lực vào năm 2018.